Chú Tư là định ăn một mình hả? Không có được đâu nha, cho tụi con ăn với. Trời ơi, hai cái đứa này. Đi mà chú. Không được, chú Tư mà cho con ăn, nói gì con cũng làm. À, nếu bây giờ hai đứa mà hôn nhau thì chú sẽ cho hai đứa cái kèo sách này luôn. Tụi nó không làm được là cái chắc. Hả? Gì vậy chú? Chú chơi kỳ quá à. Vậy thôi chú ăn nha, mấy đứa về đi. Tôi có cách này nè. Khoan đã. Hả? Kèo của hai đứa nè. Chú Tư, có kèo sáp không chú Tư? Có chứ con lấy hình nào? Dạ, hình Doraemon đi chú. Con cũng vậy. Của hai đứa đây. Khoan đã, bạn đua với tôi không? Oh, wow. Ai thua thì người đó trả tiền. Ok, chơi luôn. Wow. Để chú hô cho. 1, 2, 3, bắt đầu. Yummy. Hả? À, xong rồi, ông trả tiền đi nha. Bye bye. Trời ơi, cái miệng của bả sai SL hết rồi. Đưa tiền cho chú con. Dạ. Wow, chú Tư có nhiều màu kẹo sáp quá đi. Chọn con nào đây ta? Con lấy con chim cánh cụt đi chú. Của con đây. Cá nhân này ngon quá. Ha ha, ăn kẹo sáp một mình hả? Đây, tôi cho ông nè. Trời ơi, sao nay bà tốt dữ vậy trời. Tôi cảm ơn bà nha. Bye bye ông nha. Ủa, sao không có vị gì hết vậy ta? Hả? Bên trong không có gì. Này, bé bông đã ăn sạch bên trong rồi á con. Hả? Bé bông này dám chơi mình hả? Chú Tư, con muốn ăn kẹo sáp. Chú Tư cho con một cái kẹo sáp đi chú. Khoan, cho con nữa nha chú. Trời ơi, hai cái đứa này tìm chú bán chứ không có cho. Hay, thôi được rồi. Đứa nào mà đoán được kẹo sáp này là hình gì thì chú sẽ cho đứa đó. Dạ, dạ. Đây là kẹo sáp hình gì? Là hình bông hoa. Sai. Hả? À, con biết rồi, là hình bướm bướm. Hả? Chính xác. Yeah, lần này tôi đúng rồi. Hiền quá nhà. Của con đây. Cho tôi ăn với. Không cho, đừng có mơ. Ha ha. Này chú Tư cũng đắp mặt nạ môi nữa hả? Hả? Sao chú ăn luôn vậy? Ngon lắm, con có muốn ăn không? Ăn được luôn hả chú? Được chứ con, cái này là kẹo thịt môi đó. Của con đây. Wow, bà cũng đắp mặt nạ môi nữa ha. Tại sao mặt nạ môi mà bà ăn được vậy? Cái này là thịt mà, ngon lắm đó. Chú Tư, bán cho con một cái đi. Đây, của con đây. Nhìn mắt người quá đi. Chú Tư, bán con cây viết này. Của con đây, 5.000. Dạ, con đi nha chú. Chú ơi, bút viết mực hay sao ấy, con viết không có được. Cái này là viết kẹo mà con. Hả? Là kẹo thiệt nè. Con chào chú Tư. Chào con, nay đi đâu mà đẹp dữ vậy con? Dạ, con mới đi hát văn nghệ ở trường về hả chú? Con hát bài gì vậy? Dạ, con hát bài Ba Ngọn Nến Lung Linh. Hát cho chú nghe với, hát hay là có quà nè. Quà là gì vậy chú? Ta-da, kèo sáp la bu bu nè. Wow, thích quá, con hát nha. Ừ, con hát đi. Ba là cây nến. À, chú Tư ơi, bài này con biết nè, để con hát cho. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, đốt cháy một căn nhà. Hả? Nam hát sai rồi. Để tôi hát cho mà nghe nè. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh,
la 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 la, thắp sang một gia đình. Hay quá, kèo sách của con nè. Con cảm ơn chú.